Nãy chia sẻ với người hai cái màu đỏ với cả màu vàng. Bên này thì vàng phát lộc này là cái màu hiện tại thì khá là nhiều người thích, cũng như là gọi là gần như là VIP nhất trong các màu vàng. Bởi vì là thứ nhất là thằng này hầu như là cỡ to. Đấy, đa phần rất là nhiều người thích trồng cái cỡ to nhất của nó. Này cỡ to nhất của nó. Cái thứ nhất là cái chiều cao của nó khá là cao, cây cứng, cái mông của nó đi đậm, đấy, tức là đều tất cả các cánh ấy, nó đậm, nó vàng đậm chứ không phải là nó hơi nhợt nhạt 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 của một số cái vàng mà nó bóng cũng to nhưng mà nhạt, hoặc là nó sẽ dễ bị phai màu khi mà trồng ở thời tiết nóng. Hai nữa là cái bóng của nó hướng lên, đấy, so với một số cái loài mà bóng to thì nó hơi quay ngang, thì thành ra là để khi mà vận chuyển nó cũng khó, hoặc là mình bỏ thì cũng khó. Còn một số loài thì vàng nhọn, nó bóng nó hướng lên nhưng mà này bóng nó hơi nhỏ, thì cái vàng phản lộc này hồi tụ được là thứ nhất là bóng to và thứ hai nó hướng lên, thành ra nhìn nó khá là đẹp. Như cỡ này thì thường thường trồng khoảng ít nhất là phải 6 bóng, còn công ty bình thường khoảng 7 đến 10 11 lộc bóng đấy. Và cái kiểu bóng của nó rất là đẹp, đến khi mà nó lên màu nhìn rất là nó mập, nó to luôn. Đấy, đấy là bên vàng phản lộc. Cái củ của nó thì khá là chắc, mình cân thì đâu đó khoảng gần 2 lạng trên một củ ấy, phải cỡ nắm tay vàng phản lộc. Cái củ khá là chắc. Hiện tại thì đang ươm nốt ra để tầm khoảng ít hôm nữa, phải tuần chục hôm nữa thì bắt đầu là trồng cái vàng này. Nay thì trồng ở trong chậu thì cần phải mọi người phải cho đá nhiều nắng hơn về sau, bởi vì nó cao hơn những cái một số cái loại vàng kia, thành ra nếu mà mình giam lâu quá thành ra nó sẽ còn thấy là phải về sau phải cắm cọc đấy. Còn trồng ở luống cắt cành ấy thì nó phải nói rất là đẹp, lá của nó cũng đẹp cơ đấy. Còn bên này là cái màu đỏ, đỏ này thì trồng chậu cũng được và trồng cắt cành trồng luống cũng được. Đấy, thằng đỏ này thì nhưng mà nếu mà trường hợp mà trồng chậu thì phải cũng cho nhiều nắng hơn, giống như vàng kia, nhưng mà nó không cao lắm đâu, nó không cao quá. Thằng vàng kia thì cao hơn, thằng đỏ này thì chiều cao nó ít hơn, thấp hơn. Nhưng mà cỡ này cũng thuộc dạng cỡ to, cũng tầm khoảng từ 5 đến khoảng 8-9 bông đấy, tầm tầm đấy. Thường thường thì thằng này nhỏ hơn thằng đỏ, thằng vàng kia một cỡ, nhưng mà một cái mầm của nó thì cũng rất là kinh khủng, khoảng gần bằng ngón tay cái của mình, cỡ bằng đấy, phải bằng đấy, đấy mùi thì thơm rất là kinh khủng đấy. Mầm rất là kinh khủng luôn. Trong hái cái thằng này cũng được, khá là nhiều người thích trong những cái cỡ to và đắt tiền hơn một chút như này, bởi vì là có thị trường. Đấy, còn nếu mà mọi người trông chơi thì có thể thử và sưu tầm một số cái màu như thế này nhé. Có những mình cấp giống như một số người thì một số người chỉ thích cái trông thằng to thôi. Đấy, phải to, gọi là cỡ to nhất và đẹp nhất. Đấy, chứ không không thích trông cái cỡ nhỏ đâu. Dĩ nhiên là không phải là cái gì đó nó nhỏ là không tốt, nhưng mà tùy vào cái thị trường của mình, bởi vì ai mà bán được, thứ nhất là giá tốt, thứ hai là thị trường cái phân khúc họ bán là những cái loài mà thấy phải đẹp, giá không quá quan trọng, thì người ta sẽ trồng những cái loài gọi là chi phí củ đắt hơn. Còn những cái loài chi phí nhỏ hơn thì thường thường bông, số bông có thể ít hơn, cây có thể nhỏ hơn, bông có thể nhỏ hơn, nhưng mà sẽ phù hợp với cái mức giá. Còn nếu mà trường hợp bây giờ mình đông những loài mà đắt quá thì đến khi bán cũng khó bán đấy. Hoa đẹp, hoa đẹp mà phải bán được, quan trọng là hai yếu tố đấy, thì thành ra là phải đảm bảo hai yếu tố là hoa đẹp và phải bán được, được giá.
Cái đỏ kia có vẻ là nó không 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 mốc nhỉ. Đỏ kia không bị sao cả. Còn cái này thì cũng bị mốc nhưng mà ít anh ạ. Có nhiều cái mấy cái trước thì không bị sao. Cái Nhưng này mà từ cái thùng vừa rồi thì anh ạ. là chậm thôi, nếu mà để lâu là cũng không được. Cái này nó bị ấy cái này. Cần. Có để hết cái đấy thôi. Cần đâu. Không cần đâu. Lây nó bị lây. Được cái này được, dùng được. Dùng được, dùng được. Thêm củ con nữa không?